Ok, lần này mình cầm con đen. Đây mình sẽ chơi khai cuộc phòng thủ Ấn Độ đi. Nhập đi. Phèn thôi. Phèn nốt. À, về. Nó ăn lên. Về tiếp. Giữ cái đã. Làm gì? Một nước ghim không khí. Không ghim vùng gì cả. Cầu thủ Mỹ chỉ có 1-8 thôi. 1-8-7-3. Đổi nốt rồi. Kinh nhỉ. Luôn. Mã. Chúng ta thấy con tốt một mình xông lên cảm tử để phá cú sút tốt của trắng. Khả năng là chess thành công đã làm được. Đưa mã lên đây thì mình sẽ dã. Dã luôn. À. Mất một con tượng rồi. Không biết chàng có ăn không. Tốt chồng đây quá yếu. Mình có thể ra xe bắt đơn giản sau khi đưa vua lên để giữ tốt này. Không, mà phải đổi nốt hậu. Đổi nốt hậu thì mới mang vua lên được. Chẳng đang suy nghĩ xem có ăn không, không ăn. À, không nhờ. Chạy vậy. Ra hậu đấy. Bắt tốt này. Đây mình chiếu thì trắng sẽ lùi mã về. Ok, vẫn phải chiếu thôi. À, đuổi xe. Mặt mũi. Tí đi ăn hành.
bạn với mũi. Tự nhiên nguy hiểm thế nhỉ? Ai giờ? Làm gì đây? Đuổi ngay ra đấy, nhảy vào đây á. Nhảy vào đấy dập ngay. Chưa thành công đâu, phải vòng gông mình lên phòng thủ. Không hề đơn giản. Nhưng mà thủ xong thì sẽ thắng thôi. Chung cứ thủ được là thắng thôi. Vào luôn xe giữ tượng. Đẹp luôn. Làm gì? Mình chưa biết làm gì nữa. Đuổi xe. Hai năm giây. Cầu này đỡ sao đây? Đẹp quá. Tuyệt vời. Quá hay. Chúng ta thấy là vua không thể đi được. Cao thủ Mỹ đã bất cẩn trong nước này. Để chơi thành công đã ăn được con tốt chí mạng. Giờ thì ai nhanh hơn? Lại một nước xuất sắc của chơi thành công. Chặn đứng con tốt thông và tự tạo cho mình hai tốt thông. Này. Không thể đỡ được. Tuyệt vời.